Hiện tại Kỳ Pinong sắc mì mì rất là lai bao đàn và mì rất là lai xé hướng dẫn tức đàn tính tại lươn ở Pinong. Đấy, Kỳ Pinong sắc mì sẽ khai hàng ở Pinong từ nãy mưa thân khoảng nhì thíp bữa lạp. Đấy, từ nãy mưa thân tì Pinong hơ, cần hơ giữ hàng và Kỳ Pinong sắc mì là Kỳ Pinong sắc mì cùng sẽ lì xì ở Pinong. Lì xì đầu năm, đầu pi ở Pinong, chúc Pinong luôn hơ to mảnh len, hết chín đẩy đầy đo, mì lai ngân lai chen. Đấy, Pinong cần hơ hải dự, để dự hàng và kịp Pinong xong mì, để kịp Pinong xong mì sẽ ấu nghe tuổi DC khẩu nghe báo đàn để bấy. Hoặc là kịp Pinong xong mì sẽ kẹp khẩu nghe bộ xe bấy ở Pinong. Đấy, miên phí ship 18 đơn ở Pinong nhé. Giá hiện tại nghe báo đàn màu đắm và màu đen là thông bác hạ miên phí ship. Nhằng bộ xét là xong bạc tham miễn phí ship ở Pinong. Nhằng đàn ấy là từ nãy mới thương chiến là Kỳ Pinong xong mì cũng sẽ cố gắng sản xuất ở Pinong, bẻ ở Pinong. Nhằng khám chiến bên ấy là Kỳ Pinong xong mì sẽ hết lái đàn hơn là phục vụ ở Pinong ở thế thoải mái. Nào cái này mình rất lái cân thả đàn cũ xong mì. Xong mì cũng giới thiệu ở Pinong tó mi rất lái tì khai đàn xong mì cùng dưới thì hộp Pinong tó mi lái cân mi lái Pinong cùng thả xong mì cơ. Đấy, cho nên là Pinong cần hơi hãy thả xong mì lại cùng sẽ nhăn hả hơn đấy Pinong. Đấy, đúng hơn mì là xong mì sẽ quay hơn hợp Pinong Pinong không ăn lược ấu nát.